cô gái đu trend nữ thần thanh xuân khuấy đảo mạng xã hội khiến ai cũng ngẩn ngơ. Có người từng nói, thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù có bị cảm lạnh thì chúng ta vẫn muốn được tắm mưa một lần nữa. Rộn ràng tháng 5, khi các học sinh cuối cấp đang chuẩn bị tốt nghiệp, ngậm ngùi chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường. Một chiếc trend biến hình cực mê ly khiến các cô gái phát sốt đã ra đời. Ban đầu là hình ảnh các cô gái trong màu áo trắng nữ sinh, thanh thuần. Chỉ trong chớp mắt, cô gái đó đã khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp. Trong clip chỉ là một khoảnh khắc, một cái cúi đầu. Nhưng đằng sau đó là cả một quá trình nỗ lực, cố gắng học tập vì tương lai. Là bao hồn nhiên của cô gái mới lớn với những lần đầu biết rung động, biết làm điệu, biết nhớ nhung. Là cả khoảng trời thơ mộng thời thiếu nữ với những tình cảm trong sáng như là tình thầy trò, tình bạn bè. Và cả tình cảm đặc biệt với người ấy nữa. Không chỉ đu trend một mình, các bạn còn đu trend đôi bạn rất chi là đáng yêu như thế này nữa cơ. Từ đôi bạn thân cho đến đôi bạn crush. Nhìn những hình ảnh này, ai mà chẳng muốn quay lại thời học sinh của mình để có thể đắm chìm trong cơn mưa thanh xuân ấy nhở? Các bạn nghĩ sao về chiếc trend này? Chia sẻ cùng TB nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TB Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.